Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì theo yêu cầu của anh em là anh em nói là hãy tìm R15 cho anh em đi. Thì đây hai con R15 đó, nhìn là anh em biết đẹp rồi. Thì giá của nó thì cũng rất là hạt rẻ, chỉ 50 mấy triệu thôi. Hơn 55 triệu một chút xíu, hơn 55 triệu một chút xíu. 57 hoặc là 58 triệu thì anh em sẽ sở hữu một trong hai em nó. Còn chờ gì nữa? À, rồi nãy giờ anh em ngắm xe đã chưa? Thì Minh nói luôn nha, thực sự có rất là nhiều anh em inbox cho Minh, nhưng mà Minh không có thời gian chat nhiều. Minh chat được một số anh em mà hôm bữa có một anh em chửi Minh rất là buồn luôn, không chat được inbox á, nhắn tin chửi quá giờ chửi luôn. Nhưng mà thực sự công việc rất là nhiều, vừa tìm xe, vừa làm vlog, vừa dựng clip, vừa quay phim, rồi làm một nhiều thứ lắm rồi đó, nên thời gian có những anh em không chat được tin nhắn của mấy anh em. Thì điều đầu tiên là cho Minh xin lỗi đầu tiên, Minh xin lỗi luôn á, chứ đừng có chửi Minh, tội nghiệp. Rồi bây giờ sẽ vô luôn ha. Thì hai con xe này nó rất là keng, như con xe bên đây là rất là keng, tại vì chủ xe người ta dán chống chày. Cái đó cũng dán như giống như đại ca, nó quên rồi đó. Thì khi mà về á, Minh về Minh lột ra thì nó mới, nó keng luôn. Quay gần vô đây cho anh em xem nè, rất là keng, không có gì để nói nữa. Xe chủ đi rất là kỹ đó, em quay bên phía bên đây cho mọi người coi. Ô đo nè, mấy con này không còn gì phải bàn hết, rất là mới luôn, mọi người coi mọi người biết rồi. 11.000 đó, nó chỉ có cây bô độ thôi, đồ chơi chỉ có cái bô độ thôi. Ví dụ anh em không lấy bô độ á thì sẽ bớt cho anh em 57 triệu, còn anh em mua luôn bô độ là 58 triệu. Rồi Minh bao rút hồ sơ gốc luôn, có nghĩa là rút hồ sơ gốc về cho anh em ra tên đó. Biển số của nó là biển số 82, nhưng mà Minh đã rút gốc rồi nha, bao rút gốc cho anh em. Bây giờ cho anh em nghe tiếng bô à. Lên bô SC nè, bô Vinh còn nha anh em, hôm nay hơi đói bụng nên nói chuyện nó hơi bị fail. Coi cái lá nè. Được rồi. Quá ghê. Đúng là SC tan nát tình làng nghỉ sớm. Thì con xe này không còn gì phải nói, thì nó rất là mới, rất là keng.
Rồi qua đây nè. Quay cho anh em xem. Badge biển số vẫn còn luôn. Badge này là badge xe nhập á. Mọi thứ không có gì để nói hết, rất là mới luôn. Rồi, bây giờ mình qua con bên đây. Con bên đây thì nó hiền hơn nè ha. Con bên đây thì nhìn nó sẽ chất chơi hơn. Con bên đây cũng bằng giá con bên đó luôn, nhưng mà con bên đây nó nhiều đồ chơi hơn. Và nó có một số điểm chày. Thì anh em mua xe cũ là phải chày. Mua xe cũ là phải chày. Đó là bình thường thôi. Những cái chày va chạm nhẹ rất là bình thường. Con này thì nó có chống đổ nè ha. Bát điện thoại. Đây, chìa khóa zin đầy đủ nè, hai chìa nè, thấy không? Nhìn nó rất là chất chơi. Ở đây nó có lên cái xi nhan tích hợp nữa, em quay xi nhan tích hợp rồi. Qua đây. Đó, xi nhan tích hợp, thấy chưa? Tích hợp vô cái đuôi nè. Đó, bát biển số đút ra đút vô nè. Rồi, em qua đây em quay nè. À, cho anh em nghe tiếng bô. À, con xe này là biển số Tây 70 là Tây Ninh đúng không em? Đúng Tây Ninh đúng không? Mọi người, 70 là đúng Tây Ninh đúng không? Thì anh em ở Tây Ninh anh em mua về ở sang biển số rất là dễ. Còn không thôi là Minh rút gốc hết cho anh em luôn. Rồi. Đây, bô tan nát tình làng nghỉ sớm. Con nào cũng thiếu dữ hết. Rồi. Thì những cái điểm chày nhỏ nhỏ, ví dụ như mấy chỗ này nè, quay kỹ anh em. Thì đương nhiên xe cũ nó phải chày xước xước gì nè. Nó chày xước xước gì đó, nhưng mà không đến nỗi nào. Rất là ok. Nói chung xe đẹp. Giá 50 mấy triệu mà để có hai cái con xe này rất là đẹp. Cái con xe này mà xe mình thấy thì nó theo hơi hướng tuổi trẻ ha. Có xi nhan này nọ, odor cũng mới mười mấy ngàn. Xi nhan mình thấy cái này nhìn rất là thể thao đúng không? Cái mâm nè, cặp mâm mà rất là thể thao, nhìn rất là đẹp ha. Sơn màu này rất là đẹp. Đẹp hai con thấy rất là anh em hỏi chiều cao thì đây Minh 1m7 thì ngồi rất là thoải mái. Anh em 1m65 vẫn có thể ngồi được. Mấy sáu vô ngồi con, vô ngồi mấy sáu để cho anh em lựa mua xe chứ. Rất là ngầu mấy con này, ngồi rất là ngầu. Con này thì có nhiều đồ chơi hơn. Mấy sáu hả? Đâu mấy sáu ngồi cũng ok bộ, chạy cũng máu lửa. Rồi không có gì phải bàn nữa. Thì anh em nhanh tay thì còn nha, cứ liên hệ cho Minh số điện thoại 0916640653. Mình sẽ để số điện thoại ở dưới cho anh em nào cọc trước thì mình sẽ để cho anh em trước thôi. Hai con xe mình rất là thích luôn, nhìn nó đậu hai con, nhìn nó rất là chất chơi. Gì đấy. Hôm bữa quên chứ, em có giới thiệu cho anh cái app gì? Get Contact. Ừ, cái app đó là có thể là cho anh biết là người ta lưu những cái tên mình trong danh bạ như thế nào. Những cái tên rất là hóm hỉnh. Hôm bữa là anh đọc mà anh cười bò luôn. Vậy là mình dâm đảng đó hả? Đó. Thì cái app đó không những mà có ích cho anh, cho em, mà còn những người mà mọi người mà bán hàng online hoặc là những hot boy, hot girl á, sợ người ta quấy rầy á. Thì mình tải cái app đó về là cũng đâu có bị quấy rầy đúng không? Mấy cái số điện thoại mà quấy rầy mình á là cho vô trên đó hết rồi, đâu có bị gọi phá nữa đúng không? Hay vậy. Rồi ok, thì link tải app đó mình sẽ để bên dưới nha. Mọi người tải app đó thì cứ vô cái phần mô tả là sẽ có. Rồi, bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.